là mua năm 92 nhưng mà khi làm sổ thì lúc là sau này làm sổ thì là mới năm 2002. Nhận chuyển nhượng mảnh đất ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng đã 20 năm nay. Gia đình ông Võ Văn Mới hiện có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, việc cấp đổi sổ chưa thể thực hiện được. Bởi khi đo đạc bản vẽ địa chính, cơ quan chức năng phát hiện diện tích đất của gia đình ông Mới giảm đi rất nhiều so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thể hiện. Theo trình bày của ông Mới, năm 2001, gia đình ông nhận chuyển nhượng mảnh đất có diện tích là 35.239 m², tọa lạc tại thửa 18, tờ bản đồ số 40 tại thị trấn Lai Uyên. Quá trình quản lý sử dụng đất, ông Mới trồng cao su ổn định và không có tranh chấp với các chủ đất liền kề. Tuy nhiên, vào năm 2021, sau một thời gian dịch bệnh hoành hành, không lên thăm đất được, ông Mới thấy chủ đất liền kề đã xây một tường rào ngăn cách với đất của ông. Cùng thời điểm này, sổ đất của ông Mới cũng hết hạn sử dụng, nên ông tiến hành đăng ký cấp đổi sổ và gia hạn quyền sử dụng đất. Dẫu vậy, quá trình đổi sổ đến nay vẫn không thể thực hiện được. Tôi có nộp hồ sơ xin là đổi sổ, đổi quyền sử dụng đất đấy. Nhưng mà do cái tình hình là khi đo đạc xong thì cán bộ đi đến phòng là đo tài nguyên môi trường huyện Bầu Bàng á, thì tôi lấy cái kết quả đo đạc thì cán bộ đo đạc là thông báo tôi hai điều kiện, hai cái vấn đề không xuất được là cái bản vẽ cho là cái hồ sơ đất đai của tôi. Là thứ nhất là diện tích đất giảm, là tôi phải giải trình diện tích đất giảm, và thứ hai là một cạnh của cái mảnh đất á, là nó bị đường gấp khúc. Được biết, khi Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát thông báo không thể xuất bản vẽ cho ông Mới theo yêu cầu để làm thủ tục đổi sổ đất với lý do diện tích đất không đúng với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ, ông Mới đã tìm hiểu nguyên nhân khiến diện tích đất giảm và nghi ngờ rằng lý do có thể là vì công ty bất động sản liền kề khi xây tường rào đã lấn sang đất của ông khiến diện tích đất giảm. Bởi theo ông Mới, trước đây khi các chủ đất giáp ranh trồng cao su thì thỏa thuận với nhau phân ranh bằng cách chừa ra một khoảng đất trống chừng 2 mét để vừa làm lối đi vừa tiện việc làm sạch cỏ rẫy trong quá trình trồng trọt. Tuy nhiên hiện nay khoảng cách này đã bị thu hẹp lại so với trước đây rất nhiều. Trước đây thì bà con đây trồng cao su thì mỗi người cứ trồng là chừa lại, có nghĩa là cái hàng cách ranh, cái cây cao su phải cách ranh cũng khoảng là trên 2 mét. Để là tới mùa nắng là người ta trồng cao su thì mùa nắng phải dọn cỏ là cày chống cháy đó. Thì có nghĩa là bên đất anh thì anh cứ cày, bên đất phần từ ranh qua bên cái cây cao su là anh cày. Nên là từ cái cây cao su này ra tôi, ngày xưa là ranh tôi chừa khoảng là 2m3 là. Có nghĩa là đúng là một cái chảo cày là loại 7 chảo thì nó phải là 2 mét. Đó, trừ hao để máy cày để chạy gần nó hư cây cao su của mình. Dạ. Mà bây giờ tôi đo từ tâm cây cao su này qua thì chỉ còn có 1m3 này. Thì nói chung cái tường này lắng qua đất tôi 1m. Dạ. Dẫn đến là cái bản vẽ nó bị gấp khúc là như thế. Loay hoay khi không thể đổi được sổ đất, ông Mới không biết làm gì. Bởi hiện nay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông đã hết hạn, còn tường rào giáp ranh đã được công ty bất động sản liền kề xây dựng kiên cố. Ông Mới đã làm đơn khiếu nại tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Lai Uyên. Theo tham vấn của luật sư Phùng Quang Hiệu, đoàn luật sư tỉnh Bình Dương, thì hiện ông Mới đang đi đúng hướng trong cách giải quyết vụ việc. Bởi theo quy định tại khoản 5 điều 98 luật đất đai 2013, về nguyên tắc xử lý khi diện tích thực tế chênh lệch so với giấy chứng nhận như sau. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại điều 100 của luật này, hoặc giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, thì khi cấp mới hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, có diện tích được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Nếu diện tích đất đo được trên thực tế nhỏ hơn diện tích trên sổ đỏ và xác định do sự lấn chiếm của các hộ liền kề, chủ sở hữu đất có thể gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất để được hòa giải. Trường hợp hòa giải không thành, có thể gửi đơn khiếu nại đến tòa nhân dân có thẩm quyền để được giải quyết. Như vậy có thể thấy, tại thời điểm hiện tại, ranh mốc giữa các thửa đất liên quan đến vụ việc của ông Mới khiếu nại đã có sự thay đổi, đó là có một bức tường rào ngăn cách giữa hai ranh đất. Vì vậy, ông Mới có thể làm đơn đến Ủy ban Nhân dân thị trấn Lai Uyên để yêu cầu xác minh hòa giải vụ việc. Nếu hòa giải không thành, ông có thể khởi kiện tại tòa nhân dân thị xã Bến Cát để yêu cầu tòa xem xét nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho gia đình ông theo quy định của pháp luật hiện hành.